Bệnh than hay còn được gọi là bệnh nhiệt thán đang bùng phát mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. Đây là một bệnh truyền nhiễm trên động vật và có khả năng lây nhiễm cho người. Hiện đã ghi nhận 17 người mắc bệnh ở một số tỉnh phía Bắc như là Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên. Ngoài ra còn có hơn 230 trường hợp phơi nhiễm. Đây là những người trực tiếp giết mổ hoặc là ăn thịt gia súc mắc bệnh. Còn với gia súc thì từ ngày 5 tháng 5 đến nay đã ghi nhận 6 ổ dịch ở bệnh nhiệt thán ở các tỉnh với tổng số trâu bò mắc bệnh và tiêu hủy là gần 20 con. Nguyên nhân chủ yếu là do gia súc chưa được tiêm vaccine nhiệt thán. Khi trâu bò chết thì bà con không khai báo, tự ý giết mổ, ăn thịt, dẫn tới bệnh lây sang người. Các triệu chứng điển hình ở người mắc bệnh nhiệt thán nhiễm qua da là xuất hiện vết rộp, u nhỏ và ngứa như khi bị côn trùng đốt. Nếu nhiễm bệnh qua đường tiêu hóa thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, khó thở hay là đau nhức toàn thân. Ngày hôm qua thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có khuyến cáo những giải pháp cấp bách ứng phó với bệnh này trên trâu bò để bệnh không lây sang người. Khuyến cáo là người dân là không nên giết mổ trâu bò và cũng không sử dụng các cái thịt trâu bò đó. Và khi mà mình không may đến và tiếp xúc với các loại mầm bệnh hoặc là sử dụng thịt của gia súc nghi mầm bệnh thì cần phải đến báo với cơ quan y tế của địa phương, người ta sẽ hướng dẫn các biện pháp là dự phòng để tránh giảm thiểu cái nguy cơ phát bệnh. Một trong biện pháp hữu hiệu quan trọng nhất đấy là hiện nay cần phải tiêm phòng bao vây cho cái đàn gia súc đó. Phối hợp chính quyền địa phương là tập trung xử lý cho nó triệt để tiêu diệt được cái mầm bệnh ở nhiệt thán, nhất là ngoài môi trường.